Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ làm một clip về hai vị sư thầy nói về vấn đề đi du lịch. Thì mọi người xem xong clip thì mọi người cho cảm nhận ở dưới bình luận nha, là ai đúng, ai sai và đi du lịch có mất phước hay không và đi du lịch như thế nào cho lành mạnh. Ok, mời anh em xem xong clip mình nói chuyện tiếp nha. Vô. Trong nước đi chưa hết, nhiều cái thắng cảnh trong nước đẹp thấy mồ luôn mình chê, đi ra nước ngoài mới sang. Nó đi đâu về? Em mới đi Mã Lai về, đẹp lắm, làm như ngon lắm. Nhưng mà sự thật á, cái đầu tư về cái du lịch đó, nó là con dao hai lưỡi. Vì có khi nó là, ngồi xuống tôi leo lên cho rồi. Vì có khi á, cái chuyến du lịch đó đó, nó có ẩn chứa những cái điều gì hư hỏng, thì cái công ty lữ hành đó là tiêu đó, tổn phước từ từ. Nhưng mà nếu cái chuyến du lịch đó nó có thêm cái điều thiện gói vào trong thì công ty lữ hành nó thêm được một chút phước. Thế nào là cái chuyến du lịch mà có điều thiện và thế nào là chuyến du lịch hư hỏng? Ví dụ ta tới, đi tới chỉ nhắm khu ăn chơi thì công ty đó từ từ ta yên chí đi sẽ phá sản. Còn nếu mà ta cái chuyến lữ hành nó đi tới nơi để cho người ta làm việc thiện, người ta thấy những cơ sở mồ côi, cơ sở xã hội, viếng chùa vân vân, chùa có thiệt đó nha, chùa chân tu đó. Tức là người ta đi một chuyến về, người ta cái điều thiện trong tâm người ta tăng lên, thì công ty lữ hành đó có phước. Còn cái người mà ham đi thì cẩn thận. Bởi vì nếu ta đi vì những điều vô bổ thì sau này nhân quả không cho ta đi nữa. Nghĩa là sao? Nằm chỗ. Có những người chưa phải già lắm, bỗng nhiên bị một cái căn bệnh gì đó, nằm luôn chỗ, không đi đâu được nữa. Chỉ vì lúc mà có thể đi, đã đi bừa bãi, đi phí phạm, đi vì những mục đích tào lao, đi chơi, thì sau này sẽ không được đi nữa. Cho nên khi ta xách chiếc xe lên, cất bước đi ra ngoài, hỏi mình có đáng đi hay không? Đi tào lao, đi vô nghĩa, vô bổ, đi chơi, thì đừng đi. Vì cứ mỗi một chuyến đi vô bổ, tào lao như vậy, ta sẽ phải nằm bệnh một tháng bù lại, không đi đâu được. Nhớ như này cái đó. Còn mình bước chân đi, chỉ đi về những điều có ích cho con người, thì ta cứ mãi mãi được đi, chết rồi cũng bay luôn. Vì mình chỉ đi ra để làm điều thiện thì được đi mãi, đi lên cõi trời luôn. Còn mà mấy người cứ xách xe đi chơi nhong nhong hoài coi chừng nha. Nhất mới mua được chiếc S sắc là lượng quá, lượng lại coi chừng ạ. Rồi mai mốt nằm chỗ bệnh hoài không đi đâu được hết. Đó là những cái mà ta... Sau khi anh em coi xong clip thì anh em có ý nghĩ như thế nào? Còn riêng mình thì không đúng quan điểm với mình. Mình nó thật sự không đồng quan điểm với mình. Đi du lịch là đi du lịch, đi từ thiện là đi từ thiện. Còn thầy nói là đi du lịch và phải đến những cái nơi làm từ thiện, đến những nơi chùa chiền để cúng kiến, hai vấn đề đã khác nhau, đúng không mọi người? Đi du lịch là gì? Là người ta làm việc vất vả một năm trời hoặc là nhiều tháng, người ta để dành được tiền, người ta muốn đi relax, ta muốn đi dẫn gia đình người ta đi chơi thư giãn sau những ngày làm việc vất vả hay là áp lực trong công việc, thì người ta muốn đi relax, muốn đi du lịch chơi cho thoải mái, xong người ta về người ta tiếp tục công việc. Thì trong cái chuyến du lịch đó, người ta có thể ghé chùa chiền này nọ, ta ghé những điểm tham quan, người ta coi đó là chuyện bình thường. Còn thầy nói thì thầy nói kiểu giống như đi du lịch thì không đến được những cái nơi vui vẻ vui chơi này nọ để đến những nơi làm từ thiện thôi, thì cái đó không phải là du lịch, cái đó là đi làm từ thiện rồi thầy ơi, cái đó là đi làm từ thiện rồi, đúng không anh em? Còn đi du lịch thì chúng ta phải đi đến những nơi nào chúng ta cảm thấy giải trí thoải mái, xả stress của mình nó sau những ngày làm việc vất vả, thì chúng ta đi du lịch đó là chúng ta cũng làm từ thiện rồi anh em, đúng không? Anh em đi du lịch đi bằng gì? Đi bằng xe, xe anh em đổ xăng thì cũng đóng thuế nhà nước thôi, đúng không? Đóng thuế nhà nước, nhà nước lấy thuế đó để xây đường, xây cầu, xây những nơi mà phát triển du lịch này nọ cho anh em đến, anh em tham quan, anh em chơi. Đó cũng là anh em góp phần phát triển đất nước và làm từ thiện rồi. Nhiều khi anh em đi bằng máy bay thì hãng máy bay người ta cũng phải đóng thuế cho nhà nước. Khi anh em đến những địa điểm du lịch ăn uống, nhậu nhẹt, ăn uống, vui chơi, thì những địa điểm du lịch đó người ta cũng nộp thuế cho nhà nước. Đó, anh em mua những cái món đồ thủ công mỹ nghệ hay mua những cái sản phẩm của người ta ở đó, thì anh em cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người. Tại vì có người đi du lịch là những người tiêu thụ, thì phải có những người sản xuất. Thì anh em đến đó anh em du lịch, phát triển du lịch, anh em tới đó anh em du lịch, thì cái nơi đó phát triển thì sẽ tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người,
đúng không mọi người? Nhiều nước trên quốc gia người ta vẫn phát triển du lịch đó thôi, người ta giàu lên là nhờ du lịch đó thôi, đúng không anh em? Dân người ta giàu, nước người ta mạnh cũng là nhờ du lịch mà thôi. Nó những cái danh lam thắng cảnh, những cái địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, ngoài nước, thế giới, nhiều nơi người ta vẫn phát triển đó, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu con người. Anh em đến đó du lịch, anh em xài tiền ở đó, người dân ở đó là sẽ nộp thuế cho nhà nước đó. Rồi chúng ta mua những cái sản phẩm đó thì tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người, đúng không? Đó là cũng anh em làm từ thiện rồi, đúng không? Nhưng du lịch như thế nào để đúng và bớt phung phí thì mời anh em xem clip và nghe thầy Pháp Hòa giảng về việc đi du lịch như thế nào cho đúng. Mời mọi người nghe thầy Pháp Hòa giảng xong mình nói chuyện tiếp. Ok anh em, vô. Con thích đi du lịch, như vậy có được coi là nghiệp không? Và nếu thường xuyên đi chơi như vậy có làm giảm phước không? Cái gì mình làm thành một thói quen đều gọi là nghiệp. Vậy thì mình đi chơi, mình thích đi chơi cũng là một dạng nghiệp, mà nghiệp đi chơi. Mà đi chơi thì tiền của ai? Tiền của mình, thì không gọi là ác nghiệp. Trừ khi nào mình đi chơi của người ta mình chơi thì cái này là nghiệp xấu. Khi mình đi chơi, mình du lịch, đó là cái quyền tự do của mình và tiền bạc của mình. Tuy nhiên, đây là chỗ mình tạo phước nè. Dù mình có trả những cái tiền service nhưng đừng phung phí nếu không cần thiết. Ví dụ mình đi vô một cái resort, mình trả tiền một cái package, đi vô nhà hàng nào cũng được quyền ăn, nhưng hãy ăn những gì mình cần, đừng lấy nhiều để phung phí. Đó, anh em nghe thầy Pháp Hòa giảng không? Rất nhẹ nhàng nhưng mà thâm thúy, dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích, đúng không anh em? Đâu cần nói nhiều. Đó, chúng ta đi du lịch nhưng không phung phí. Đó, nghiệp thì có nghiệp ác và nghiệp thiện. Anh em xài tiền của anh em đi du lịch, điều đó là điều bất bình thường, đúng không? Đâu có gì gọi là mà nghiệp hay là nghiệp đâu anh em. Đó, nhưng mà mình đừng phung phí. Phung phí quá thì được là được. Đó, cũng là một vấn đề, nhưng hai thầy lại giảng hai cách khác nhau. Theo mọi người thì thầy nào đúng, thầy nào sai, và chúng ta có ý kiến như thế nào về cái việc đi du lịch thì anh em để dưới bình luận cho mình biết nha. Đó, còn riêng mình thì mình đồng quan điểm với thầy Pháp Hòa, đi du lịch nhưng không phung phí. Đó, chứ đâu phải mà mọi người nghe thầy đầu tiên giảng không, là đi công ty du lịch á mà chở khách du lịch đi đến những điểm ăn chơi, nó không chở đến những điểm từ thiện hay là chùa chiền gì đó thì công ty đó sẽ phá sản. Ủa, vậy trên thế giới này biết bao nhiêu là công ty du lịch, người ta đưa khách du lịch đến những cái nơi vui vẻ, vui chơi, spa giống như bên Thái Lan đó anh em. Đó, nguyên một con đường đèn đỏ luôn, người ta chơi, đất nước người ta vẫn phát triển bình thường, đúng không anh em? Những công ty người ta vẫn phát triển à bằng. Đó, điều đó thì mình thấy không đồng quan điểm với mình và không đúng với thực tế mình nhìn thấy được. Thực tế mình nhìn thấy thì rất là nhiều công ty du lịch, người ta tạo ra những cái đặc điểm và những cái đặc sản để thu hút, giống như những cái đó là những cái mà chỉ có nước người ta có, để thu hút khách du lịch đến tham quan du lịch, du chơi, giải trí ở đó. Đó, mình thấy đất nước người ta phát triển, đúng không anh em? Việt Nam mình cũng thế thôi, cũng tạo ra những danh lam thắng cảnh, tạo ra những cái đặc sản nào đó dùng miền để thu hút khách du lịch tới đó tham quan du lịch. Đó, mình thấy khách công ty du lịch vẫn phát triển ngà mầm đó nha. Còn thầy nói là đi du lịch mà đi đến những nơi vui chơi thì mười mốt không được đi nữa, nằm một chỗ thì đúng rồi, già rồi thì 80-90 tuổi đâu đi nổi nữa, phải nằm chỗ thôi. Lúc đó thì ai cũng phải nằm một chỗ thôi, chứ đâu làm sao mà đi nổi nữa anh em. Chỉ hỏi là anh em có tiền để đi không thôi, đó, có sức khỏe để đi không thôi. Đúng không anh em? Chứ tại sao lại nói những lời đó chỉ làm cho Phật tử hoang mang, đúng không anh em? Anh em có tiền thì anh em cứ đi nhưng đừng phung phí thôi, đúng không? Có sức khỏe thì không sợ, không có sức khỏe để đi thôi anh em. Đó, như thầy nói mới mua GSH là cứ lạng nè, coi chừng. Nói vậy sao được thầy, thì mua xe mới thì cũng phải chạy chứ. Không lẽ mua xe mới về không chạy đậu ở nhà, chạy thì cũng phải chạy đi chơi cà phê cà pháo du lịch đây đó chứ,
Không lẽ mua chiếc áo thắt về đi chạy làm từ thiện, chạy lên chùa cúng dường thầy. Phải có trưởng anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Nếu anh em thấy hay thì like, share, subscribe, ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.